Thanh long Bình Thuận đã được xếp là một trong 9 cây trồng chủ lực của Việt Nam, và từ lâu thì việc dùng đèn chiếu sáng trong trồng và chăm sóc thanh long đã cho năng suất lớn. Tuy nhiên, diện tích thanh long trên địa bàn tỉnh tăng nhanh trong thời gian vừa qua đã khiến cho việc tiêu thụ điện năng tăng vọt. Riêng việc chiếu sáng cho cây thanh long đã chiếm tới 28% sản lượng điện tiêu thụ của toàn tỉnh. Trong khi đó thì khả năng cung ứng điện của Bình Thuận lại rất hạn chế, đặc biệt là vào mùa khô. Những giải pháp tiết kiệm điện, trong đó có việc thay thế bóng đèn sưởi đốt bằng đèn compact tiết kiệm điện, đang được Bộ Công Thương và tỉnh Bình Thuận tích cực triển khai. 1,2 hectare trồng thanh long của gia đình ông Lộc ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đang ra hoa, báo hiệu một mùa thanh long với năng suất lớn. Ngay từ vụ thanh long năm ngoái, ông đã thay thế toàn bộ 1.000 bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn compact chống ẩm, tiết kiệm điện, chiếu sáng cho hơn 600 cây thanh long trong vườn. Toàn bộ chi phí cho việc thay mới số bóng đèn này của ông là khoảng hơn 30 triệu đồng. Một hecta khi thắp bóng tròn sợi đốt thì tiền điện một hecta vậy là thí dụ như 10 triệu. Mà nay mà chuyển qua bóng chữ U, bóng compact chống ẩm của điện quang thì tiền điện chỉ còn 3 triệu, giảm 2/3 tiền điện. Khi trước mà tôi sử dụng bóng tròn, tức là bóng sợi đốt, thì khi mưa là tôi phải cúp điện. Tại vì nếu tôi không cúp thì tất nhiên là bóng nó hút nước nó cháy. Còn bữa nay là chuyển sang cái bóng compact chống ẩm là tôi thắp vô tư. Coi như là trời mưa gì tôi cũng thắp vô tư, không có gì trở ngại hết. Với gần 20.000 hecta trồng thanh long thương phẩm, theo ước tính của Điện lực Bình Thuận, mỗi năm lượng điện sản xuất cung cấp cho bà con nông dân sử dụng chiếu sáng cho cây thanh long là hơn 350 triệu kW. Chiếm khoảng gần 28% nhu cầu sử dụng điện của toàn tỉnh. Dùng đèn compact tiết kiệm điện sẽ giảm bớt áp lực cho hệ thống điện lưới trong toàn tỉnh. Nếu sử dụng bóng đèn compact tiết kiệm điện để trong đèn thanh long thì nó mang lại nhiều ưu điểm. Thứ nhất là về phía khách hàng, là cái bóng đèn compact tiết kiệm điện mang lại cái hiệu quả ra hoa tương đương với bóng đèn sợi đốt, nhưng mà cái chi phí trả tiền điện sẽ giảm đi 2/3. Và về phía ngành điện thì sẽ giảm cái chi phí đầu tư cho nâng cấp hệ thống lưới điện để đáp ứng nhu cầu là khoảng là 600 tỷ đồng. Trước cái tình hình mà thiếu điện như hiện nay, gần như mỗi cái trạm biến áp của bà con nông dân đều phải cắt tiết giảm 50% theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thì anh em chúng tôi có phối hợp với công ty cổ phần bóng đèn điện quang thực hiện các cái khảo nghiệm trên cái vùng đất của tỉnh Bình Thuận. Thì qua khảo nghiệm chúng tôi thấy được là cái chuyện chúng ta chuyển từ bóng đèn tròn sang bóng đèn compact là hết sức hợp lý. Và chúng ta không lãng phí lý sinh học của cây. Thì đó là những cái hiệu quả rất lớn khi chúng ta chuyển đổi từ bóng đèn tròn sang compact để xử lý cho thanh long ra hoa trái vụ. Để hạn chế tình trạng thiếu điện gây thiệt hại cho sản xuất và có thêm nhiều diện tích thanh long được áp dụng kỹ thuật xử lý ra hoa bằng ánh sáng đèn, ngay từ vụ thanh long năm ngoái, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Thanh long Bình Thuận đã triển khai trên diện rộng giải pháp kỹ thuật này và mang lại hiệu quả lớn về kinh tế cho người trồng thanh long. Theo đề án tiết kiệm điện sản xuất tại Bình Thuận, năm 2013, Bộ Công Thương sẽ hỗ trợ miễn phí 1 triệu bóng đèn compact tiết kiệm điện cho người trồng thanh long Bình Thuận.